có 21 thành viên. Họ sẽ phải chia ra các đội, đội 1 1 người, đội 2 2 người, đội 3 3 người, đội 4 4 người, đội 5 5 người và đội 6 6 người. Chúng ta sẽ thi đấu. Với mỗi một trận thắng thì sẽ đem về cho Bang Hội mình là 1 điểm. Sau loạt trận, sau loạt 6 trận, Bang Hội nào có tổng số điểm nhiều hơn thì Bang Hội đó sẽ giành chiến thắng em nhé. Còn trường hợp nếu mà điểm số bằng nhau hoặc là 3 đều thì chúng ta sẽ đánh một trận playoff. Đó là 21 thành viên của bang này sẽ đánh cùng với 21 thành viên của bang kia. Ok chưa anh em? Đó. Nào, mời Tuấn Lý và QNL party nhau thi đấu anh em ơi. Party thì đối với cái trận đấu của 1 1 2 2 3 3, chúng ta sẽ đánh ở NPC Phong Thần Sơ anh em nhé. Anh em vào hết cái phòng tán đi anh em ơi. Vào trong đây để nghe điều hành của trọng tài nào. Cứ mỗi trận đấu thì mình sẽ công bố danh sách của từng bang hội một cho các loạt trận. Bây giờ hai cao thủ họ sẽ phát đi nhau và sẽ báo danh ở NPC Phong Thần Sơ này. Ok anh em, trận đấu đầu tiên trong cặp đấu này đó là một ác cái bang QNL đến từ bang hội M, một cái tên rất quen thuộc nếu như anh em đã từng theo dõi các series của S Channel rồi. Thì QNL đang là boss của S Channel em nhé. Và đặc biệt thì QNL cũng đã lựa chọn Dĩ Việt Nam là điểm dừng chân. Một đối thủ của anh ở trong trận đấu này là Tuấn Lý 6789 và Côn Lôn, cái bang bổng của Côn Lôn, trận đấu đầu tiên của chúng ta. Ngoài ra theo thể lệ thì tất cả những trận đấu gồm có Thiên Vương bang và Võ Đan, chúng ta sẽ check tool anh em nhé. Nào, mình sẽ cho anh em soi đồ qua của hai cao thủ. Đầu tiên là QNL, một cao thủ đến từ bang hội M, giờ chuyển sang bang Hoàn Mỹ 19 anh em này. Một cây bổng 27 tốc 3 cấp, 90 băng sát, 38 sát thương, 98%. Đây này, áo địch khái. Đây là ác cái bang full set địch khái ở server chúng ta này. Còn đây là Tuấn Lý 6789 ngã Côn Lôn. À, Côn Lôn này hiện tại có cả mũ, đang mặc là full set vụ ảo em nhé. Anh em nào bình chọn cho cái bang bổng QNL sẽ comment cho mình chữ H nhá. Còn em nào bình chọn cho Tuấn Lý sẽ comment cho mình chữ T. Một trận đấu mà chúng ta vẫn chưa thể biết trước kết quả thì đây là hai hệ phái không có yếu tố kỵ hệ. QNL xuống ngựa như huống xả đam đầu tiên rồi anh em ơi. Ba que xỏ lá, đó là người ta dùng từ ngữ để miêu tả cho skill của cái bang. Nó giống như hình ba cây mía vậy và có thể truy đuổi đối phương dù cho họ đang di chuyển. Tuấn Núi đang cố gắng búp khí tâm phù. Vâng, xét giật rất kinh khủng em ạ. Khi đã có thể lên được mê tung bảo ảnh rồi thì những lượng xét đến từ Tuấn Lý nó sẽ có hiệu quả rõ ràng. Hơi đáng tiếc lúc này ác Côn Lôn lại không đội một chiếc mũ lôi khung mà chỉ là một chiếc mũ vụ ảo thôi. Tuy nhiên thì nó đang gây khó khăn cho QNL rất nhiều. Khả năng làm choáng đến từ lôi động cửu thiên đang là gần như số 1 ở trong tựa game Bộ Lâm truyền kỳ này. Chưa kể nó còn được kết hợp với khí tâm phù và mê tung ảnh nữa. Cảm giác QNL không thể ra được đòn em ơi. Tuấn Lý rất khéo, tình huống né đam đến từ ác Côn Lôn màu xanh. Tuy nhiên cũng không thể ngoại trừ trong trường hợp em thấy được rằng là sát thương đến từ ba mía của QNL đang làm cho Tuấn Lý tốn khá nhiều máu. Một trận đấu rất cân bằng. Chúng ta đã bỏ qua yếu tố ngũ hành tương sinh tương khắc ở trong trận đấu đầu tiên. Côn Lôn và cái bang, một phái đến từ hệ thổ, một phái đến từ hệ hỏa. Một tình huống khinh công để thoát xét đến từ QNL, nhưng ngay lập tức thì anh đã một hướng khựng lại rồi. Đây là trận đấu đầu tiên, bang hội nào cũng đều rất mong muốn có được chiến thắng để đem lại lợi thế điểm số dành cho bang hội mình. Một điểm điều tiên rất quan trọng trong tổng hệ số tích lũy 6 sự kiện phong thần bảng của Dĩ Việt Nam
một sự kiện mà chưa từng xuất hiện ở trong làng võ lâm truyền kỳ. Giải đấu mà chúng ta sẽ có 21 thành viên đại diện cho mỗi bảng hội. Họ sẽ lần lượt thi đấu ở trong đội hình với 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người và 6 người. Nếu như hòa điểm chúng ta sẽ đánh theo thể thức loạn chiến 21v21 anh em nhé. Ngoài ra sắp tới đây Việt Nam sẽ có thêm một sự kiện nữa, đó là siêu cấp võ lâm minh chủ. Chỉ tính riêng tiền mặt thôi đã là 150 triệu đồng làm phần quà tri ân dành cho các bang hội của chúng ta. Luôn luôn tiên phong và đi đầu, thì suốt 4 năm qua những ý tưởng của Việt Nam vẫn đang tạo ra cho em những giải đấu, những sự kiện cực kỳ hấp dẫn. Trắng máu em kìa, vừa rồi nếu không phải là một tình huống mà HNL bị set của Tuấn Nhí gây choáng, có lẽ đó sẽ là tiếng knock out rồi. Em thấy không, HNL thậm chí đang phải rất khó khăn để búp chấn phái của mình lên cơ. Rất may Tuấn Nhí hôm nay chỉ mang vào một chiếc mũ vũ hảo thôi, chứ nếu nó là một chiếc mũ lôi khung với tốc đánh nội công trắng máu rồi và đã có knock out. HNL đã mang lại chiến thắng dành cho bang hội của mình, giúp cho M có được một điểm số đầu tiên ở trong sự kiện của chúng ta. Một tình huống mà không thể nổ lương nghi. Và Tuấn Ý 6789 đã bị đánh bại bởi HNL, bot của S Channel, một kênh truyền thông gần như nằm trong top đầu của Việt Nam. HNL đã lựa chọn nền văn minh của M làm điểm dừng chân của mình. Và ngày hôm nay, trong trận đấu ra mắt, anh đã có thể đánh dấu tên tuổi của mình ở trong làng võ lâm Privai. Chúc mừng cho HNL và chúc mừng cho M. Tỷ số hiện tại là 1-0. Nào bây giờ thì mình sẽ ra mình gạch đi em nhé. Đây, Tuấn Lý thua mình bôi đỏ luôn em nhé. 1-0 em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đội 2 người, 2 thành viên của Ngáo, là Anh Huy 100 cân và Ngọc Trinh. Trong cái đó 2 thành viên của M là Xe Đạp Ơi và Vịt Say Tình. Trận này sẽ có check tool em nhé, bởi vì Ngọc Trinh và Anh Huy đều là hai ác mà chúng ta cần phải check tool. Đó là Thiên Vương Bang và Võ Đang. Trận 2, Ngọc Trinh và Anh Huy. Trận 2, Ngọc Trinh này, Anh Huy sẽ đánh cùng với Xe Đạp Ơi và Vịt Tay Tình anh em nhé. Nào, Ngọc Trinh và Anh Huy 100kg, nhắn Ultra vào page em ơi. Xe Đạp Ơi là bác Đường Môn, còn Vịt Say Tình là Ngũ Độc. Vậy là một cặp đôi hệ mộc anh em nhé, sẽ đánh cùng với một cặp đôi gồm có Thiên Vương Ba và Võ Đang. Nếu như Anh Huy đang có lợi thế yếu tố ngũ hành hệ kim thì cặp đôi của Xe Đạp Ơi và Vịt Say Tình cũng đang có những yếu tố để knock out được các Ngọc Trinh trước. Nào, xin mời các cao thủ của chúng ta cùng ra phía khu vực NPC Phong Thần Sơ để báo danh. Nào, Anh Huy 101kg được rồi. Ác Thiên Vương và ác Ngọc Trinh, hãy cần phải check ultra em nhé. Vâng, đây, đây là ác Thiên Vương. Wow, một ác Thiên Vương đao em ạ. Chứng kiến màn thể hiện rất xuất sắc đến từ ác Thiên Vương đao ông nội, thì ngày hôm nay anh em băng áo cũng mang đến giải đấu một ác Thiên Vương đao mang tên Anh Huy 100kg, cũng là một chiếc bao tay với 3 cấp phá thiên trảng. Và anh sẽ thi đấu cùng với Ngọc Trinh, một trong những ác võ đang có thành tích PK tốt nhất của xem vào tụ hiền trang lúc này. Vậy là Lương Sơn họ bỏ giải này và họ dồn tất cả những thành viên của mình sang Ma Giáo và Ngáo để có được những lợi thế tốt nhất và đem về chiến thắng dành cho khối đồng minh của họ. Trong khi đó em băng mờ họ ra sân với tất cả thành viên của mình, cây nhà lá vườn anh em ạ. Xe Đạp Ơi, còn đây là Vịt Say Tình, một đang Ngũ Độc anh em nhé. Ngũ Độc đao em ạ, cũng rất hay. Nếu như Ngũ Độc trưởng thì rất khó thoát pressing đến từ ông nội, nhưng nếu Ngũ Độc đao thì Vịt Say Tình có thể đánh trên ngựa và sử dụng bách độc xuyên tâm, cũng giống như là huyền âm trảm của mình để né tránh
Hiện tại thì tổ trọng tài VAR đang check Ultra của Ngọc Trinh và Anh Huy. Cảm ơn tất cả đã đến với live stream của Zip Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Anh em có thể dừng lại cho mình 2 giây nào. Nào là fan hâm mộ của M lên cho mình chữ M nào. Còn anh em là fan hâm mộ của Ngáo thì lên cho mình chữ N nào. Chữ viết tắt của hai bang hội này. Và đây sẽ là bốn cao thủ có mặt ở trong trận đấu thứ hai. Lợi thế đang là 1-0 thuộc về chiến đội của M, với việc mà Huy LL đánh bại được Tuấn Ý 6-7-8-9 ở trong trận đấu ra sân. Anh check check nhóm của mày, check nhóm. Đối với Thiên Vương Bang và Võ Đang, chúng ta sẽ cần check Ultra anh em nhé. Check xong bắt đầu đánh. Mình cho anh em xem đồ một lần nữa anh em nhé. Đây là đồ của anh Huy 100kg. Em có thể thấy, nhận thấy rõ ràng được rằng thì Ngọc Trinh là một trong những cao thủ đến từ bang hội Lương Sơn. Nhưng ngày hôm nay thì anh sẽ ra sân ở trong đội hình của anh em bằng Ngáo, chứng tỏ là Lương Sơn họ đang dồn toàn tâm toàn lực của mình, chia đội hình của mình ra vào cả anh em bằng Ngáo và Ma Giáo với mục tiêu đánh bại M ở trong sự kiện Phong Thần Bảng của chúng ta. Đúng như của trò chơi tất tay anh em ơi. Hơi lâu nhưng chúng ta sẽ cần phải check tool xong rồi đánh anh em nhé. Còn đây là xe đạp ơi, một trong những ác đường môn hiếm hoi mà sở hữu cây nỏ thiên quang và server Tụ Hiền Trang của chúng ta. Cả server hiện tại bây giờ đang có 3 hay là 4 cây rồi anh em ạ. Nào anh em, chúng ta thử xem là khán giả đang xem ở kênh nào nhiều hơn nhé. Anh em nào xem ở trên top top comment cho mình chữ T nào. Anh em nào xem ở trên YouTube sẽ comment cho mình chữ Y nào. Anh em nào mà xem ở trên Phở Bò thì comment cho mình chữ F nào. Thử xem là khán giả của chúng ta sẽ đến từ đâu nhiều hơn em nhé. Rồi ok anh em. Vậy là mình nhận được thông tin đó là ở ác của Ngọc Trinh tại máy thì sử dụng phần mềm đó là Xmo anh em nhé. Đây là một phần mềm không được phép có mặt ở các giải đấu tun em, tun đồ Ngọc Trinh. Đây anh em ơi, mình xin công bố là loại áp Ngọc Trinh anh em nhé. Bên mình thì cũng đã ghi hình lại việc vi phạm quy chế rồi, nên là Ngọc Trinh bị loại nhá. Bây giờ sẽ chỉ còn có anh Huy 101kg sẽ party xe đạp ơi và vịt say tình. Nào, xin mời ba cao thủ chúng ta. Anh Huy 101kg sẽ đánh cùng với vịt say tình và xe đạp ơi anh em nhé. Xin mời. Vậy thể lệ của chúng ta đã nói rồi, sẽ không được sử dụng phần mềm thứ ba anh em nhé. Vì thế vì sao mà cứ mỗi trận đấu của Thiên Vương Bang và Võ Đang chúng ta sẽ rất mất thời gian, nhưng nó sẽ đảm bảo tính công bằng cho các giải đấu. Chú ác Ngọc Trinh có thể liên hệ vào trong
trang chủ em nhé, để cho ban quản trị sẽ đưa ra những bằng chứng và giải thích cụ thể cho anh em. Ok anh em, vậy là trận đấu này đội của Ngọc Trinh và anh Huy chỉ còn có một mình Ác Thiên Vương Đao nữa thôi. Họ sẽ phải là 1-2. Nhưng nếu mà PK thực sự xuất sắc thì tỷ lệ chiến thắng của anh Huy 101 là vẫn còn. Bởi vì đây là Ác Thiên Vương Đao đang có được những yếu tố lợi thế về ngũ hành của Ác hệ Kim, lại còn được di chuyển trên ngựa nữa. Việc anh có thể áp sát bằng đoạn hồn thích để nấp ao được xe đạp ơi và vịt xe tình là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Phần mềm thứ ba của Mãnh Ngọc Trinh đang mở em nhé, đó là phần mềm Xmo, một phần mềm mà chúng ta không phép cho phép được sử dụng. Hiện tại thì tổ trọng tài và của Di Việt Nam đang làm việc rất chặt em nhé. AI và hệ thống data đang quét hết công suất nên là bất kỳ một phần mềm nó không cho phép thì sẽ xử loại luôn. Và điều đó dẫn tới trường hợp ở trong trận đấu này, trận đấu thứ hai, cặp đôi của anh Huy và Ngọc Trinh đã mất ác võ đàng của mình rồi. Trách ai thì Ngọc Trinh nên trách chính mình thôi em ạ. Điều lệ của Di Việt Nam đã rất rõ ràng rồi, đây không phải là mùa đầu tiên. Trong các mùa của chúng ta thì Thiên Vương Bang và Võ Đàng đều được ban quản trị ultra và kiểm tra thực sự kỹ lưỡng. Trong một giải đấu quan trọng như thế này mà lại sử dụng phần mềm không được phép là một điều thực sự đáng tiếc anh em ạ. Bởi vì chúng ta đã từng chứng kiến những trận đấu rất hay đến từ Ngọc Trinh rồi. 2-1 anh em nhé, 20 giây chuẩn bị. Anh em nào ủng hộ cho Ngáo thế lên cho mình chữ N nè. Còn anh em nào ủng hộ cho M thế lên cho mình chữ M. Trận đấu bắt đầu. Đó là tình huống mà vì say tình và xe đạp ơi đang chủ động tấn công về phía của anh Huy. Họ đang có lợi thế hơn người, 2-1. Những tình huống chạy bách độc xuyên tâm rất dẻo đến từ vịt say tình. Nhưng phải thật cẩn thận anh em ơi, anh Huy có thể áp sát và cứa bất cứ lúc nào. Cảm giác như anh Huy đang muốn nhắm tới xe đạp ơi. Ác đường môn đến từ chiến đội màu tím. Anh Huy đang búp rất nhiều bùa, tình huống cứa rất hay. Và anh Huy đã đốc cao được ác ngũ độc rồi. Quá xuất sắc anh em ơi. Bây giờ thì gió đã đổi chiều, 1-2, nhưng anh Huy đã đưa trận đấu của chúng ta quay trở lại vạch xuất phát. Khá đáng tiếc dành cho ác của vịt say tình. Một tình huống phòng thủ quá ơi. Và chiến đội của họ đang phải trả giá. Nấp cao rồi. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại tình huống mà anh Huy 101kg đã xuất sắc để cưa nát đi tấm thân của vịt say tình. Cũng giống như sau đó nấp cao được cả xe đạp ơi nữa. Và đem lại lợi thế và chiến thắng dành cho Bang Hội Ngáo. Tỷ số chung cuộc bây giờ đang là 1-1 anh em nhé. 1-1 rồi. Quá hay anh em ạ. Thực sự thì giải đấu của chúng ta đang được diễn ra với một chất lượng chuyên môn rất tốt. Từ việc hành trang của các chiến đội cũng giống như khả năng PK nữa. Vậy là đội của anh Huy và Ngọc Trinh thắng anh em nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Đó là trận đấu 3vs3. Ba thành viên của Ngáo đó là Đại Kiều, Quách Tĩnh và Cá Nóc. Trong đó ba thành viên của M đó là Hoa Quả Mùa Xuân, Chim Lợn và Chip Bông. Trận 3, Hoa Cỏ Mùa Xuân, Chip Bông với gì đấy em nhỉ? Chip Bông với Chim Lợn à? Chim Lợn. Chip Bông là võ đang cần phải check tu em nhé. Ngáo của ba thành viên đó là Cá Nóc này, Quách Tĩnh và Đại Kiều. Đây, Cá Nóc, Quách Tĩnh và Đại Kiều. Nào, bây giờ mình sẽ kiểm tra. Chim Lợn là Thiên Vương Bang đúng không? Chim Lợn, để mình kiểm tra đồ đã xong mình cho anh em check tool nhá. À, Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương. Đây là Thiên Nhẫn ấy, em ơi. Thiên Nhẫn, Thiên Nhẫn. Thiên Nhẫn,
chim lợn ở Thiên Nhẫn. Không phải anh em ơi. Có ác của ai nhỉ? Có ác của Chip Bông. Chip Bông gửi uốn xa anh em nhé. Nào cá nóc ngũ độc này. Hoa Cổng Xuân ở Nga Mi rồi. Cá nóc ngũ độc. Nào Đại Kiều là phái gì đây? Đại Kiều Nga Mi em ạ. Quách Tính Đường Môn. Rồi ok anh em. Vậy là chỉ có Chích Bông và Chích Uôn Trai anh em nhé. Đối với trận đấu 1-1-2-2-3-3, chúng ta sẽ đánh ở NPC là Phong Thần Sơ. Còn với trận đấu 4-5-6 sẽ đánh ở NPC Phong Thần Trung. Còn với 21-21 thì chúng ta sẽ đánh ở Phong Thần Cao. Chí Bông ok anh em nhé. Vậy thì chúng ta sẽ cho tiến hành party. Rồi hai đội party thi đấu anh em ơi. Đó, chúng anh em thấy có hay không? Sự kiện Phong Thần bảng của chúng ta. Một sự kiện đánh dấu nên được những sự phát triển về ý tưởng sáng tạo của Việt Nam. Mỗi bang hội sẽ cử ra 21 người, chia thành các đội hình với thứ tự gồm có 1 người, 2 người, 3 người, 4 người, 5 người và 6 người. Mỗi trận thắng đem về 1 điểm. Nếu như hòa điểm chúng ta sẽ đánh thêm một trận đấu phụ, đó là 21-21 em nhé. Ở giải đấu của chúng ta thì không được phép sử dụng tool. Đặc biệt là hai phái của Võ Đan và Thiên Vương Bang thì sẽ bị trách rất kỹ. Để như Chip Bông chẳng hạn, áng này thì vừa đã trách rồi em nhé. Ok, Chip Bông là một ác Võ Đang em ạ. Mình chưa biết là theo Võ Đang kiếm hay Võ Đang trưởng nữa. Ở server này ảo diệu đó, nhiều khi người ta mặc đồ của Võ Đang nhưng họ lại đánh thiên địa vô cực Võ Đang kiếm. Đây là chim lợn em này, Thiên Nhẫn. Vậy là ngũ hành của bên bang M sẽ là Thiên Nhẫn, Nga Mi và Võ Đang. Còn ngũ hành của bên anh em bang Ngáo thì sẽ là Đường Môn, Ngũ Độc và Nga Mi. Vào giải anh em ơi, vào giải sự kiện mình trách tool thôi chứ liên đấu thì trách vào mắt anh em ạ. Bao nhiêu con người đi thì trách làm sao được. Nào, mời đội party và chúng ta sẽ tiến hành thi đấu nào. Mở sẵn sàng em ơi. Mời ba thành viên của Ngáo, ai là đội trưởng sẽ party nào. Gồm có Cá Nóc, Quách Tính và Đại Kiều. Xem nào, ai đội trưởng của Ngáo. Vào hết trong cái phòng tán anh em ơi. Thể hiện sự chuyên nghiệp đi anh em. Vào hết trong cái phòng tán này. Mình chỉ điều hành trong cái phòng tán thôi. Đại Kiều là chủ party của team bên anh em mang Ngáo nhá. Rồi, Hoa Cỏ Mùa Xuân là đại diện và đội trưởng của anh em bang M ở trong lần 3v3 này. Và chúng ta sẽ nhìn Chip Bông xem nào. Chip Bông cộng điểm xem là Võ Đăng kiếm hay Võ Đăng khí là biết ngay. Chip Bông thân pháp, nội công, sức mạnh, Võ Đăng kiếm anh em ơi. Mình sẽ soi thêm đồ em xem nhé. Đây là đồ của Cá Nóc. Thể lệ của chúng ta là mỗi bang sẽ có 21 thành viên anh em ạ. Và sẽ được chia ra thành 6 đội. Đội 1, 1 người. Đội 2, 2 người. Đội 3, 3 người. Đội 4, 4 người. Đội 5, 5 người. Đội 6, 6 người. Và đánh lần lượt cùng với nhau. Đội nào mà giành chiến thắng sẽ mang về cho bang mình 1 điểm em nhé. Và cuối 6 loạt trận, ba hội nào có tổng số điểm nhiều hơn sẽ giành chiến thắng. Nếu mà hòa điểm 3 đều thì chúng ta sẽ đánh thêm một trận, đó là 21-21. Vậy là đội team hệ mộc của Cá Nóc, Quách Tĩnh và Đại Kiều đang là một team hệ mộc rất khủng em ơi. Đường Môn có Đỏ Thiên Quang, còn Ngũ Độc thì có Cả Giày U Lung. Trong khi đó đội của Chim Lợn, Đại Kiều và Chip Bông thì gồm có một Thiên Nhẫn, Nga Mi và một Võ Đa.
chắc chắn thì mình nghĩ là ba ác của bên anh em băng áo họ sẽ ưu tiên vào ác chip bông rồi, nhưng sẽ phải cẩn thận với những tình huống bùa điên đến từ chim lợn. Ác đóng vai trò dứt điểm ở trong anh em băng mờ, có thể kể đến như là ác hoa cỏ mùa xuân này rồi. Ác đang cầm cái kiếm đẹp nhất của server, không những thế còn full vô trần và thêm cả một chiếc bao tay vô gian nữa. 20 giây, ba thành viên của ngáo sẽ ra sân ở trong màu chữ xanh, còn ba thành viên của mờ sẽ sơn trong màu chữ tím. Trận đấu bắt đầu. Có một tình huống bùa điên mà ác của chim lợn tạo ra rồi, tuy nhiên vẫn chưa tận dụng lợi thế để dứt điểm từ một trong ba ác của anh em băng áo. Cái nóc đã xuống ngựa rồi và trưởng liên tiếp về phía của chip bông. Hoa cỏ mùa xuân đang cố gắng đánh về cá nóc để thoát pressing dành cho ác của chip bông. Vẫn là ba vé ba anh em ơi, rất hay. Cá nóc trưởng liên tục, hoa cỏ mùa xuân đã thay đổi mục tiêu của mình rồi. Cả chim lợn cũng phải nhắm vào ngũ độc. Họ hiểu rằng một ác có dây u lung thì sẽ thực sự nguy hiểm. Lại một tình huống bùa điên hay nữa đến từ bên mở. Vẫn ba vết bại em ơi. Vâng, chip bông bị đánh bại rồi em ơi. Lợi thế đang thuộc về ngáo, khi thành viên của mờ chỉ còn có hoa cỏ mùa xuân và chip lợn nữa thôi. Tiếp theo là một ác nữa bị knock out, và cuối cùng là chip lợn. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại tình huống này. Ngáo đã xuất sắc với dàn ác hệ mộc của mình và đem lại chiến thắng, vừa để dẫn trước với tỷ số là 2-1. Dù cho hoa cỏ mùa xuân và chim lợn đang tổ chức pressing liên tục vào ác ngũ độc, tuy nhiên ba ác hệ mộc của anh em băng áo đã có một tình huống phối hợp quá hay để giành chiến thắng em nhé. Tỷ số là 2-1 thuộc về anh em băng áo rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đội 4 anh em nhé. Đội 4 của ngáo gồm có tao là Gia Hủy, anh Huy 6789, Sếch Toi và anh Huy Tứ Quý 6. Trong khi đó đội 4 của M gồm có Long Hóa Rồng, Đường Bất Khuất và Hoa Cải Đỏ em nhé. Cùng bóng ngô nữa. Nào, đội 4 của M và đội 4 của ngáo, mình không cần đọc tên được nhé, mình không phải viết nữa. Bốn thành viên của M sẽ gồm có Long Hóa Rồng, Đường Bất Khuất, Hoa Cải Đỏ và Bóng Ngô. Bốn thành viên của ngáo gồm có tao là Gia Hỉ, anh Huy 6789, Sếch Toi và anh Huy 6666 anh em nhé. Đúng chưa? Đường Bất Khuất, Bóng Ngô. Đâu nữa? Long Hóa Rồng và Hoa Cải Đỏ anh em ơi. 2-1 thuộc về ngáo rồi. Họ đang có lợi thế dẫn trước. Bốn thành viên của ngáo là tao là Gia Hỉ, Sếch Toi, anh Huy 6789, anh Huy 6666 anh em này. Mời hai đội bắt đi thi đấu nào. Đội trưởng của M và đội trưởng của ngáo. Lần này chúng ta sẽ đánh ở NPC là Phong Thần Trúc em nhá. Party rồi báo danh ở NPC Phong Thần Trung sẽ có tổng cộng là 3 map đấu anh em ạ. Map 1-2-3 sẽ đánh ở Phong Thần Sơ, map 4-5-6 đánh ở Phong Thần Trung. Nếu hòa nhau chúng ta sẽ đánh ở map Phong Thần Cao dành cho 21-21. Cảm ơn tất cả em đã đến với live stream của Zip Việt Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta đang đến sự kiện Phong Thần Bảng, một trong những sự đấu trí cũng giống như thể hiện tài năng PK đến từ các bang hội. Phần thưởng của chúng ta top 1 sẽ là một kỷ niệm chương Phong Thần Bảng, 20 triệu đồng tiền mặt, 15 mảnh dương chấn bang, 10 mảnh hoàng kim một phái tự chọn. Top 2 được 10 mảnh dương chấn bang và 6 dương hoàng kim một phái tự chọn anh em nhé. Sắp tới thì sẽ có thêm một giải đấu rất lớn nữa, đó là Võ Lâm Minh Chủ siêu cấp. Và chỉ tính riêng tiền mặt thôi đã là 150 triệu. Đây là món quà mà Diệu Nam dành để tri ân, hỗ trợ cho các buổi offline của các bang hội để ăn mừng sự kiện lần này. Đại diện hai đội là ai em ơi? Party nhanh, đánh nhanh anh em ơi. Nhanh còn xem MU đá nào. Ngày hôm nay thì Man City và Arsenal đang cổ vũ cho MU rất nhiều em ạ. Nào, đại diện hai đội là ai em ơi? Anh em vào hết trong cái phòng tán giúp mình nào. Long Hóa Rồng là đại diện của M anh em nhá.
Còn anh Huy sẽ là đại diện của Ngáo ở trong loạt đấu này. À khoan từ từ, khoan dừng. Check tool đã, check tool. Quên. Đúng rồi, anh em nhớ nhắc mình nhá, check tool. Nào để mình kiểm tra xem nào. Hoa cải đỏ là võ đang em ơi. Rồi. Hoa cải đỏ gửi Ultra một ác. Anh Huy Thiên Vương Bang gửi Ultra. Đấy, tí quên em ơi, em nhớ nhá. Phải nhắc mình đấy, mình quên. Anh Huy tứ 6 này là Côn Lôn này, Long Hóa Rồng là Nga Mi này, Hoa cải đỏ phải check tool này. Tao là Gia Hỉ phái gì đây? Đường môn không phải check anh em nhá. À không thi được 3 là ok. Vậy là anh Huy tứ 6 này không phải anh Huy 6789 này là Thiếu Lâm anh em nhá. Hoa Bỏng Ngô là Thiếu Lâm này, Long Hóa Rồng là Nga Mi này, Đường Bất Khuất là phái gì đây? Kiên nhẫn anh em nhé. Anh Huy Côn Lôn này, anh Huy 6789 Thiếu Lâm này, Sách Toy này là Cái Bang. Vậy là có một áp bị check tool thôi. Hoa cải đỏ em nhé, em chờ xíu. Em nhớ giúp mình là trận đấu nào mà mình quên check tool thì báo lại giúp mình nhé. Đây ác phải check tool ở trong trận đấu này sẽ là hoa cải đỏ em này. Võ đang. Nếu phát hiện bất kỳ một phần mềm nào đang bật vi phạm thì ác đó sẽ bị loại luôn anh em nhé. Sự kiện lần này cũng là một sự kiện mà các bang hội của chúng ta cũng có cuộc đấu trí rất lớn. Họ phải sắp xếp ngũ hành cho 21 áp của mình với các đội. Ok anh em, vậy là đánh thôi. Hai đội phát thi thi đấu. Chết rồi em ơi, không có tool. Bốn thành viên của M là Long Hóa Rồng Nga Mi, Đường Bất Khuất Đường Môn, Hoa Cải Đỏ Võ Đang và Bỏng Ngô Thiếu Lâm. Mỗi thành viên của Ngáo là tao là Gia Hỉ, anh Huy 6789 Sách Toy và anh Huy tứ 6 anh em nhé. Anh Huy tứ 6 đại diện của Ngáo, còn Long Hóa Rồng sẽ đại diện của M trong cặp đấu này. Đây mới là cặp đấu thứ 4 thôi và anh em bằng Ngáo đang có được lợi thế dẫn trước với tỷ số là 2-1, rất căng anh em ạ. Long Hóa Rồng, đây là bang chủ bang M. Trận đấu này M đang rất cần có một chiến thắng để cân bằng lại cách biệt. Họ đang để cho Ngáo dẫn trước rồi. Nếu trận này để thất bại thì tỷ số sẽ là 3-1. Khi đó thì M bắt buộc phải giành chiến thắng liên tục, thêm 2 trận đấu nữa để cân bằng là 3 đều. Nếu như không muốn bị loại sớm của sự kiện lần này của chúng ta. Trong khi đó thì Ngáo và Mờ, Ngáo và Ma Giáo sẽ đánh nhau ở chung kết. Map đấu đã thay đổi rồi em ơi. Cày thật, nó không cho cái lệnh bài vừa ngờ bờ này mang vào. Em chờ tí để ra mình lấy một cái ác khác. Cha rồi anh em ơi, cái lệnh bài GM này nó không tắt đi được. Nó sẽ ảnh hưởng đến anh em khá nhiều đây. Và trong những đấu trường như thế này thì tất cả những vật phẩm hỗ trợ như thuốc lắc,
hay những vật phẩm không cho phép đều không sử dụng nhé. Đến cả lệnh bài GM của mình nó còn bị quét vào trong vật phẩm không được mang vào đấy anh em này. Ok anh em, 4 thành viên của M sẽ ra sân ở trong màu chữ tím, còn 4 thành viên của Ngáo thì sẽ là chữ xanh. Anh em nào ủng hộ cho Ngáo thế thì mình chữ N nhé. Anh em nào ủng hộ cho M sẽ lên cho mình chữ M. Trận đấu thứ tư và tỷ số đang là 2-1 thuộc về anh em Bang Ngáo. Trận đấu bắt đầu. Và một tiếng bùa điên đến từ đường bất khuất, đó là ác thiên nhân chứ không phải ác đường môn anh em ạ. Trận đấu này mỗi bang sẽ có 4 thành viên. Vẫn chưa một cao thủ nào bị đánh bại cả. Họ vẫn đang di chuyển ở những vị trí thích hợp. Trận đấu mà M bắt buộc phải giành chiến thắng để giúp cân bằng lại tỷ số là 2-2. Nếu như không muốn thêm hai trận đấu ngộp thở phía bên trong nữa. Hoa cải đỏ đang tấn công về phía của anh Huy. Tình huống trắng máu nhưng không thể knock out được. Sách toi thì sao? Hoa cải đỏ đang nhắm tới sách toi anh em này. Yếu tố ngũ hành rất quan trọng ở trong những trận đấu như thế này. Và mọi thông tin của các bang hội đều được tuyệt mật anh em nhé. Họ không thể biết được đối thủ của họ sẽ là hệ phái nào hay nhân vật nào tới khi bạn có chỉ công bố ở trên livestream. Tao là Gia Hỉ, tao là Gia Hỉ trắng máu anh em kìa. Tiểu quốc mà hoa cải đỏ đã nhắm thẳng tới ác này. Đang phải nhồi máu liên tục. Cảm giác như lợi thế đang thuộc về mở. Họ đang chia ngũ hành của mình ra một cách hợp lý để khắc chế gần như hoàn toàn những thành viên đến từ bang hội Ngáo. 8 phút 40 giây, thời gian còn lại của trận đấu này. Chúng ta sẽ ưu tiên tính số lượng ác còn lại ở trong đấu trường. Nếu mà số lượng ác bằng nhau thì đó chúng ta mới tính về tranh lệch sát thương em nhé. Lại là tiếng bùa điên hay nữa của đường bất khuất. Đường bất khuất thì đang theo kèm rất sát của ác anh Huy 6789. Trận đấu diễn ra với một chất lượng chuyên môn rất tốt. Hai bên đều thể hiện cho chúng ta thấy khả năng di chuyển và phối hợp với nhau là cực kỳ nhuần nhuyễn. Ngoài ra thì còn mắt tinh tường để lựa chọn đối thủ của mình. Như Long Hóa Rồng đang nhắm tới ác của Sectoy để tận dụng yếu tố kỳ hệ. Đã 2 phút thi đấu trôi qua rồi và vẫn chưa một cao thủ nào bị văng ra khỏi thi đấu của chúng ta cả. Bây giờ một người nằm xuống thôi sẽ là gánh nặng dành cho 3 người còn lại. Cảm ơn tất cả em đến với livestream anh em nhé. Anh em ơi dừng lại cho mình 1 giây đi em ơi. Mỗi em comment cho mình phím số 1 nào để ủng hộ cho Zip Việt Nam. Comment chữ M để ủng hộ bang hội M và comment chữ N để ủng hộ cho bang hội Ngáo. Hai bang hội đang thi đấu ở trong bán kết 1. Trong khi đó thì anh em bang Ma Giáo họ đã bước vào chung kết sau khi vượt qua được Lương Sơn rồi. Cảm ơn em rất là nhiều. Comment đang nhảy như mưa. Ủa hình như anh em băng Áo còn có 3 người anh em ơi. Vậy là anh em băng M đang có được lợi thế vươn lên dẫn trước rồi. Đang là 4-2. Họ sẽ chuẩn bị cân bằng được tỷ số là 2-2. Cuối cùng còn có anh Huy 6-6-6-6-6 nữa mà thôi. Trận đấu đã kết thúc và thắng lợi thuộc về M anh em nhé. Ngáo bị đánh bại hoàn toàn. Và M đã có thể cân bằng lại tỷ số 2-2 sau loạt trận thi đấu thứ tư này. Chúc mừng cho M và xin chia buồn cùng với Ngáo. 2-2 mà hay thế nhở, anh em thấy trận này có hay không? Anh em thấy ý tưởng của Việt Nam có tuyệt vời không? Nào, bây giờ mình sẽ cùng anh em đến với đội 5 của hai bên. Đội 5 của Ngáo gồm có An Nhiên, Tuấn Ý, Tứ Sáu, Bé Nghẹo, CBR, Thúy Anh và Winton. Trong cái đó đội 5 của M gồm có Bơm Tàu, Tống, Bằng M, TL, Dung Siêu Nhân và 61 Bồ Mì Tôm anh em nhé. Nào, đội 5 của M sẽ đánh cùng với đội 5 của Ngáo. Thì cha mình lại phải đi check tu đi anh em ạ. Em tinh mắt nhìn đội mình xem những cái app này là phái gì nhỉ? An Nhiên phái gì nhỉ? Tuấn Ý, Bé Kẹo, Thủy Anh, Winton là Võ Đang này. Hắc này phải check tu này. Bơm Tàu, Nga Mi, Sống phái gì nhỉ? Thiếu Lâm, Võ Đang, Dung Siêu, à Dung Siêu Nhân này, Dung Siêu Nhân cái bang em ơi. Cái bang này thì không phải check tu. 61 Bồ Mì Tôm là Thiên Nhẫn.
Rồi rồi rồi, anh em chờ tí. Đợi mình xoay đồ thì mới ra được ác được. Nào, mình xin hỏi anh em là trong trận đấu này thì ai là Võ Đang và ai là Thiên Vương Bang? Comment ở trên live giúp mình với. Bang MTL này. Sống là phái gì đây? Sống là Võ Đang em nhé. Võ Đang cũng check tool, giải bùa. Tống gửi Ultra. Vào pet đúng không? Winton gửi Ultra. Cứ Võ Đang với Thiên Vương Bang check hết anh em nhé. Không biết ông đánh trưởng hay đánh kiếm, check hết. Vì anh ngũ độc em ơi, ngũ độc thì sẽ không cần phải check tool. Nào, Nguyên Tần gửi con trai em ơi. Đến lượt thi đấu của mình, anh em sẽ tự động đăng nhập vào trong cái phòng tán giúp mình nhé. Ác nào mà dùng tool để bị loại anh em ơi, nhé. Bên mình thì có đội ngũ trọng tài va sẽ theo dõi toàn bộ trận đấu của những cao thủ như là Võ Đang hay là Thiên Vương Bang. 10 phút thì theo dõi cả 10 phút em ạ. Tránh trường hợp mà khi kiểm tra xong họ lại bật lên. Thủy Anh này. An Nhiên, Nga Mi em nhé, Nga Mi không phải chết. Tuấn Lý 6666 cầm kích đỏ. Thiên Nhẫn em ơi, Thiên Nhẫn không phải chết. Tung xong bắt đầu đánh em nhá. Không cất lệnh bài em ơi, mình vào đây là mình cũng bị khóa đồ rồi. Khóa rồi, không cất được. Em thông cảm. Khóa rồi, mình cũng không ngoại lệ em ạ. Khóa hết. Tránh trường hợp là một số anh em người ta hay có cái bài là cầm cái viên thuốc lắc ở trên tay vào cắn chẳng hạn, kiểu kiểu vậy đấy kìa. Vậy là ác sống ok rồi em nhá. Võ Đang check sống ok rồi. Bây giờ check nốt ác Võ Đang của Winton nữa thôi. Tỷ số đang là 2-2 em ơi. Rất hay. Ok anh em. Vậy là ok rồi. Hai đội party thi đấu. Nào, đội trưởng hai bên là ai thì chat lên để mình sẽ cùng kiểm tra. Quý Anh sẽ đội trưởng của bên anh em băng áo nhá. Giải thưởng của chúng ta ở trong sự kiện lần này đó là một kỷ niệm chương vô địch Phong Thần bảng 20 triệu đồng cùng với 15 mảnh dương chấn ba, 10 mảnh hoàng kim môn phái tự chọn, rất lớn anh em ạ. Top 2 được 10 mảnh dương chấn ba và thêm 6 mảnh hoàng kim phái tự chọn nữa. Tỷ số đang là 2-2 anh em ơi. Đến tầm này thì vẫn chưa thể nói chắc chắn được rằng ba hội là giành chiến thắng. Họ đều thi đấu và cống hiến cho ta 4 lượt trận đấu hay rồi. Và đây là loạt trận thứ 5. Ba hội nào giành thắng trong trận đấu này thì sẽ rất có lợi thế về tâm lý để bước vào trong trận đấu thứ 6. Sự kiện Phong Thần bảng của Việt Nam.
sự kiện chưa từng có ở trong toàn bộ quái võ lâm. Đó là mỗi bang sẽ có 21 thành viên, sẽ chia thành các đội với thứ tự là 1 người, 2, 3, 4, 5, 6 và thi đấu lần lượt với nhau. Với mỗi một chiến thắng thì sẽ đem về cho bang hội là 1 điểm. Bang hội nào có tổng số điểm nhiều hơn thì sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Nếu như trường hợp hai bên hòa điểm nhau với tỷ số là 3 đều, chúng ta sẽ đánh một trận loạn chiến. Đó là 21 với 21 anh em nhé. Tất cả về thể lệ cũng giống như luật cái bang của chị đã công bố ở trên trang chủ rồi. Bên nào mà vi phạm thì sẽ là xử lý anh em nhé. Như trường hợp của Ngọc Trinh chẳng hạn, ác đó sử dụng tool thì ác đó bị loại, và đội của Ngọc Trinh cùng với Thiên Vương Bang sẽ chỉ đánh với một người của Thiên Vương Bang còn lại mà thôi. Đó. Nào, 6 thành viên của bên M gồm có Pồ Mì Tôm, Thiếu Lâm Bang M, Bơm Tàu, Dung Siêu Nhân, không, 5 anh em ạ, 5 anh em. Có 5 thành viên của Ngáo gồm có Winton, An Nhiên, Tuấn Ní 666, Bé Kẹo Cái Bang Rồng và Thúy Anh em nhé. Trận đấu này là 5v5. Tất cả các trận đấu chúng ta chỉ đánh duy nhất đó là BO1 thôi. Giây. Anh em nào là fan của M lên cho mình chữ M nào. Anh em nào fan của Ngáo lên cho mình chữ N nào. Còn nếu ủng hộ cho Việt Nam lên cho mình chữ GX. Các em rất nhiều. Một trận đấu rất quan trọng. Nó gần giống như chung kết lượt đi vậy. Hai bên đang hòa điểm, hai đều rồi. Trận đấu bắt đầu. Nam đang được xả một cách dữ dội về phía đội hình của cả hai bên. Thiếu Lâm của bang M đang tìm cách đứng giữa trung tâm của những thành viên bên Ngáo. Trong khi đó, ác Tuấn Lý 6666 đang đi bút bùa và tạo ra những tình huống vẩy bầm phệ phách. Cẩn thận anh em ơi, bên em bang M họ có một ác Thúy Yên đánh chặn. Ác Thúy Yên Pô Mì Tôm 5v5. Một trận đấu mà 5 cao thủ của chúng ta sẽ cần có những pha phối hợp nhuần nhuyễn để tạo ra những lợi thế. Winton đang xây thiên địa vô cực ở phía của Bơm Tàu. Tình huống Akami đã trắng máu rồi. Nếu Bơm Tàu để bị đánh bại thì sẽ là những bất lợi dành cho M. Mất đi Akami, chúng ta sẽ mất đi một nửa lượng máu, cũng giống như mất đi một nửa khả năng phòng thủ nữa. Akami gần như là sẽ cần phải trụ lại cuối cùng. Vậy là Bơm Tàu đã bị quân Winton đánh bại rồi. Như mình vừa nói, bây giờ sức phòng thủ ở lượng máu của em bang M chỉ còn có một nửa nữa mà thôi. Họ sẽ đánh như thế nào khi thiếu Ngami đây? Ngáo đang vươn lên dẫn trước thì anh em bang M chỉ còn có 2 người nữa. Và cuối cùng, Thiếu Lâm của đội Nam bang M đã phải nằm xuống rồi. Tỷ số là 3-2 với chiến thắng ở trong trận đấu thứ 5 dành cho anh em bang Ngáo. Quá hay anh em ạ. Winton đã lựa chọn cho mình một phương án hợp lý, đó là việc xử lý gọn ghẽ được ác của Bơm Tàu. Nào, cứ đội nào thua mình bôi đỏ em nhé. Bây giờ sẽ đến với danh sách đội 6 nào. 3-2 thành cho Ngáo rồi. 6 thành viên của Ngáo đó là Tôm Heo, TN Hoa Tulip, Họa Nhi, Anh Huy VD, Chidori Cái Bang Bổng và Hiển Hiếp anh em nhé. Còn 6 thành viên của M gồm có Minh Khang, Dung Siêu Nhân, Cang Mì Cái Bang, 61 Mì Tôm, Thuốc Gây Mê và Rượu Hoa. Nào, đội 6 của M sẽ party cùng với đội 6 của Ngáo anh em ơi. Thuộc về Ngáo. Ngáo đang có lợi thế rồi. Ở trận đấu này nếu như Ngáo đánh bại được M nữa thì họ sẽ chính thức bước vào chung kết gặp Ma Giáo. Còn nếu M thắng thì chúng ta sẽ có một loạt trận loạn chiến 21 v 21 anh em nhé.
Mà mình kiểm tra xem là hai đội có võ đăng hay thiên vương bang nào không. Diệu Hoa là Nga Mi này. Dung siêu nhân Kang Mi 61 mì tôm thuốc gây mê và Diệu Hoa. Kang Mi cái bang này, Minh Khang là Thiếu Lâm rồi. Minh Khang là Thiếu Lâm rồi. Diệu Hoa Nga Mi, còn Ngáo làm sao? TL Hoa Tulip là phái gì đây? Thiên Nhẫn à? Thiên Nhẫn rồi. Chiêu đi cái bang rồi. Hỏa Nhi tứ chín này. Ngũ độc anh em ơi. Tôm heo. Tôm heo Nga Mi em nhá. Hiển Hiếp. Cái ba em ạ. Vậy là đội Ngáo không cần cầm check tool của ai cả. Nào đội 6 của M. Có anh Huy Võ Đang mày, có anh Huy Võ Đang, có Võ Đang rồi. Ngáo có một thành viên là Võ Đang. Anh Huy gửi Uncha. Thì bên bang mờ của ác của Dung siêu nhân cũng là Võ Đang anh em ạ. Dung siêu nhân. Từ từ anh em ơi, khi nào mình ra phát hiệu tín hiệu party thì mới party thi đấu nhá. Nào, anh Huy gửi Uncha là anh em ơi, chờ tí đây anh em ơi, check nốt của anh Huy đã. Em cho mình xin một phút nhá, ra lấy cốc nước đã. Check xong của anh Huy bắt đầu đánh tiếp. Ok rồi anh em ơi. Hai đội party, tỷ số đang là 3-2 thuộc về Ngáo anh em nhé. Trận này nếu như Ngáo thắng thì Ngáo sẽ tiến vào trong chung kết gặp với Ma Giáo. Check cả tool của Dung siêu nhân rồi anh em ơi. Mời hai đội bắt đi nhau nào. Dung siêu nhân trận trước là Dung siêu nhân cái ba anh em ạ. Còn trận này là Võ Đang. Và Võ Đang thì cần phải check Uncha. Hai đội đã bắt đi nhau rồi. Lợi thế dành cho Ngáo. Họ đang dẫn trước với tỷ số là 3-2. Trận đấu này nếu như họ tiếp tục có một chiến thắng nữa thì họ sẽ bước vào trong chung kết gặp anh em bang Ma Giáo. Còn nếu như M này chiến thắng, chúng ta sẽ có thêm một trận đấu phụ, đó là 21 vs 21 anh em nhé. Em thấy không, đội ngũ kỹ thuật của Duy Việt Nam đang làm rất tốt.
nhiệm vụ của mình, đó là việc đưa tất cả các map đấu về phía khu vực Đại Lâm An. Sau này quy chế của chúng ta áp dụng cho các giải đấu là 19 giờ các map sẽ map Đại Lâm An sẽ đóng cửa và cao thủ nào không có mặt sẽ bị loại trực tiếp anh em nhé, không thể vào được nữa. Như thế vậy thì nó không dẫn tới trường hợp bị delay và mất thời gian của những bang hội, những cao thủ hay anh em theo dõi livestream. Nào anh em ơi, trận đấu này thì M đang rất cần sự ủng hộ đến từ những khán giả ở trên livestream nào. Fan hâm mộ của M lên cho mình chữ M nào. Còn nếu anh em nào fan hộ của Ngáo thì mình sẽ N nhá. Đang là 3-2 thành cho Ngáo rồi. Trận này ở bên phía anh em bang M đang có thêm một ác Thiếu Lâm. Đó là ác 61 mì tôm. Còn ở bên phía anh em bang Ngáo, họ có một ác Thiếu Lâm rất khủng, đó là ác của Chidori. Không, Chidori hình như đang đánh ở cho anh em bang Ma Giáo cơ. 20 giây. Một trận đấu sinh tử dành cho M. Nếu như họ giành chiến thắng, chúng ta sẽ có thể thấy một trận đấu 21-21. Ngáo đã lùi góc lôi đài rồi, trận đấu bắt đầu. Các kỳ nhân của Ngáo đang cố gắng tìm mọi cách để len lỏi trong đội hình của anh em bang M. Mình xin cắt tắt trên thế giới đi để cho em nhìn rõ nhá. Tình huống lộn xộn. Diệu Hoa trắng máu rồi. Một tình huống mà Diệu Hoa đã phòng thủ hớ anh, và bây giờ anh em bang M họ lại mất đi một nửa phòng thủ và bảng máu của mình. Rất đáng tiếc dành cho ác Nga Mi. Ngáo vẫn tiếp tục bắt được con bài Nga Mi của đối phương. Họ đang có một chiến thắng rất thuyết phục và Ngáo chính thức có mặt vào trong trận chung kết anh em ơi. M đã phải dừng chân trong sự kiện phong thần bảng này rồi. Sự kiện của chúng ta chỉ có giải nhất và giải nhì thôi, nên sẽ không có cơ hội để cho M đi tiếp nữa rồi. Thắng chung cuộc 4-2 và Ngáo sẽ gặp anh em bang Ma Giáo ở trong chung kết anh em nhé. Ngáo cũng tiếp tục chứng tỏ cho thấy được rằng ở trong các giải đấu họ là một trong những bang hội đáng gờm. Nào, chung cuộc 4-2, Ngáo vào chung kết gặp Ma Giáo rồi. Nào bây giờ chúng ta sẽ đến với loạt trận của anh em bang Ma Giáo và anh em bang Ngáo nhé. Chúc mừng cho Ngáo, tấm vé rất quan trọng và họ đã giành chiến thắng rồi. Đến bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem đội hình của anh em bang Ma Giáo với thành viên ra sân đầu tiên của họ. Đó là Vi Trúc An em ạ. Vi Trúc An sẽ đánh cùng với Tuấn Lý 6789. Nào, chung kết Ma Giáo sẽ đánh cùng với Ngáo. Bài bàn chuẩn bị. Đội 1 của Ngáo và đội 1 của Ma Giáo. Party thi đấu anh em ơi. Giải đấu của chúng ta sẽ là không có nhường và không xảy ra bất kỳ một yếu tố tiêu cực em đâu nhá. Nếu ban quản trị mà phát hiện ra có tiêu cực hay nhường nhịn thì sẽ hủy giải đấu sau sự kiện anh hùng đấu vừa rồi. Thì ban quản trị đã làm rất chặt về cái vấn đề này. Đội 1 của anh em bang Ma Giáo sẽ là Vi Trúc An, còn đội 1 của Ngáo sẽ là Tuấn Lý 6789. Đây là Thúy Yên và Côn Lôn nên không cần phải trách tu nè em nhé. Chuẩn bị thì sẽ có một giải đấu nữa, đó là Võ Lâm Minh Chủ siêu cấp, mà phần thưởng của chúng ta sẽ lên tới 150 triệu đồng tiền mặt. Ok, party thi đấu đi anh em. Sau ngày thi đấu hôm nay thì mình sẽ công bố cho em tất cả các ngũ hành của các bang hội anh em nhé. Và Ngọc Trinh sẽ không được sử dụng ở trận 2 và trận 21 nếu mà có đánh em nhé. Đây là... vì đã vi phạm thì sẽ bị loại khỏi giải đấu
nên là gần như ở trong cái giải đấu này của chúng ta, Ngọc Trinh sẽ không được tham gia, kể cả ở trong loạt trận thứ hai hay là trận đấu 21 vs 21 nữa. Xin mời em, chúng ta sẽ đến trận đấu đầu tiên 1 vs 1 giữa đội 1 của Ngáo và đội 1 của Ma Giáo anh em nhé. Ngày hôm nay thì kỹ thuật của Việt Nam đã đưa cho tất cả các NPC của chúng ta về phía khu vực của Đại Lâm An rồi. Sau này các giải đấu sẽ diễn hết ra ở đây anh em ơi. Nếu như anh em còn thắc mắc về trường hợp của Ngọc Trinh thì sẽ liên hệ với chủ ác. Chủ ác sẽ làm việc với ban quản trị để cung cấp những bằng chứng, những dẫn chứng về việc vi phạm trong việc sử dụng tool anh em nhé. Em không phải cãi nhau ở trên live làm gì cả. Phải có chứng cứ nữa không xử phạt anh em sẽ rất khó khăn. Kể cả như trong cái việc chống kéo xe ở trong các cái hoạt động PK cũng vậy. Khi tố cáo hay khi khiếu nại thì chúng ta sẽ cần phải có những dẫn chứng, đó là những video quay theo hướng dẫn của ban quản trị. Từ đó ban quản trị sẽ dựa vào đó để đối chiếu và xử lý cho nó thực sự hợp lý anh em nhé. Đây trận đấu đầu tiên giữa Ma Giáo và Ngáo. Trận đấu này thì Ngáo sẽ có một côn lôn, còn với Ma Giáo họ sẽ là một ác Thúy Yên. Vì Trúc A là một trong những cao thủ xuất hiện ở bộ Lương Sơn thời gian gần đây, nhưng hôm nay thì anh đã đầu quân cho Ma Giáo rồi. Chúng ta thấy rõ ràng giữa Ngáo, Ma Giáo và Lương Sơn đang có một mối quan hệ gì đó rất khăng khít. Lương Sơn cho toàn bộ những cao thủ của mình chia đều vào trong hai băng hội Ngáo và Ma Giáo. Trận đấu bắt đầu, Tuấn Nhí đã rất nhanh để có thể bút bùa. Tuy nhiên thì Vi Trúc An đã tàng hình rồi. Chúng ta sẽ xem màn thể hiện của những cao thủ. Họ sẽ chiến thắng vì màu cờ sự áo của mình. Dẫu biết rằng họ giữa họ có một mối thân tình, thì trong sự kiện các giải đấu của chúng ta sẽ không có yếu tố nhường nhịn hay tiêu cực nào. Họ sẽ cần phải chiến đấu vì cái tên ở trên đầu của mỗi băng hội. Đó sẽ là một niềm tự tôn mà không một cái giá nào có thể đánh đổi được em nhé. Chúng ta thắng hay thua thì hãy cố gắng để giữ cho mình một cái bản sắc riêng của bang hội, để cho những fan hâm mộ của chúng ta sẽ không bị thất vọng với những gì mà chúng ta thể hiện. Vì Trúc An vẫn luôn biết cách để tàng hình vào đúng thời điểm. 12x sẽ giúp cho ác Nga Mi này có được những lợi thế, ví dụ như việc có thể ngồi xuống và phục hồi lượng thể lực đã mất của mình. Tuấn Ý sẽ cần phải khôn khéo sử dụng những vũ khí tâm phủ để bắt lại ác của Vi Trúc An. Thúy Yên có thêm ngọc bội phục hồi nên khả năng top dressing khá tốt anh em ạ. Một lần nữa Vi Trúc An là hiện thân ở phía đằng sau của Tuấn Ý rồi. Khí tâm phủ hay đến từ Tuấn Ý và xét đang nhồi liên tục vào đầu của Vi Trúc An. Chúng ta đã từng thấy Tuấn Ý đối đầu cùng với Huy NL để hiểu được rằng khả năng gây choáng của ác côn lôn này là tốt như thế nào. Một tình huống mà Tuấn Ý đã tóm chặt được Vi Trúc An rồi. Không biết là có học Haki quan sát hay không mà Tuấn Ý lại có thể bắt dính đúng vị trí mà ác Thúy Yên này tàng hình. Rất hay anh em nhé. Phút 20 giây. Thời gian của mỗi trận đấu chúng ta sẽ là 10 phút. Giữa Ma Giáo và Ngáo đang một chiến song phẳng. Ai thì cũng muốn cho bang hội của mình vô địch ở trong sự kiện này mà thôi. Cái tên của bang hội là một trong những điều cực kỳ thiêng liêng anh em ạ. Chúng ta không thể vứt bỏ hay đánh đổi nó bởi bất kỳ mục đích hay ý đồ nào. Hai bang hội đã rất xuất sắc rồi. Khi Ma Giáo đã vượt qua Lương Sơn và Ngáo đã đánh bại mờ ở trong hai loạt trận bán kết. Và đến bây giờ họ tới chung kết cùng với nhau. Vi Trúc An trắng máu và Tuấn Ý đã có một chiến thắng đầu tiên ở trong loạt trận để đem lợi thế dành cho Ngáo em nhé. 1-0. Xét nổ đùng đoàng. Nào bây giờ thì mình sẽ Vi Trúc An đánh bại nhé. Một không. Đây, Ngũ Hành cũng có bố luôn. Lương Sơn ác đầu tiên của họ là Lương Sơn VD1 này.
chắc là võ đang em ạ, võ đang Lương Sơn loại rồi, họ không tham gia giải đấu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đội 2. Đội 2 của ma giáo là Yến Xích Lô và Chiri Ngami. Ngọc Trinh trận này lại vẫn tiếp tục bị vắng mặt anh em nhé, do yếu tố sử dụng tool nên không được tham gia tất cả những sự kiện, những giải đấu còn lại của sự kiện này. Vì thế ma giáo sẽ có Yến Xích Lô và Chiri Ngami sẽ đánh cùng với anh Huy 100kg của ngáo em nhé. Nào, hai của ngáo và ma giáo chuẩn bị. Anh Huy 101kg sẽ gửi Uncha để check tool em nhé. Đây, Hứa Thiên Vương Bang và Võ Đăng chết tuôn hết, kể cả là Võ Đăng khí chứ chẳng nữa. Tool là gì anh em? Tool là phần mềm thứ ba được sử dụng vào game. Và đây là điều mà Riot Việt Nam không cho phép, để các giải đấu sự kiện của chúng ta sẽ trở nên cân bằng hơn. Và hiện tại những nguồn tin chúng ta ghi nhận được thì hai môn phái thường xuyên sử dụng những cái phần mềm này là Võ Đăng và Thiên Vương Bang. Vì thế tất cả những cái trận đấu của hai hệ phái này sẽ check Uncha anh em nhé. Hôm nay thì có phát hiện một sai phạm đến từ vị trí Ngọc Trinh rồi. Bác này đã tự đánh mất quyền thi đấu của mình ở trong toàn bộ các trận đấu có mặt trong sự kiện phong thần bảng của chúng ta. Em nếu mà chưa rõ thì lên Google search giúp mình nhé. Đẩy Yến Xích Lô này, ác này thì sẽ có được mũ lôi khung. À, chuyển màn hình à? Ok anh em, đây 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 đây, chuyển màn hình. Ok anh em, chuyển màn hình. Đoạn nào anh em thấy mình chưa chuyển màn hình thì nhắc giúp mình nhé. Đợi check tool xong thì đánh tiếp anh em ơi. Cứ check tool xong rồi đánh tiếp. Đây là sự kiện phong thần bảng em nhé. Mỗi bang sẽ có 21 người, chia ra thành các đội khác nhau với số lượng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 người. Mỗi một trận thắng thì sẽ có 1 điểm. Còn nếu mà thua thì là 0 điểm em nhé. Tổng điểm sau 6 loạt trận, bang nào nhiều hơn thì bang đó giành chiến thắng. Ví dụ như ở trong trận đấu của Ngáo và Mờ chẳng hạn, họ thắng chung cuộc với tỷ số là 4-2. Tỷ số là 1-0 thuộc về Ngáo thôi anh em nhé. Với việc ác của Tuấn Lý đánh bại được Vi Trúc An ở trong loạt đối đầu tiên. Phải check em ơi, tất cả các bang, tất cả các nhân vật. Cứ có Thiên Vương Bang và Võ Đăng ở check hết em nhé. Cái danh sách này thì các bang hội đã nộp cho ban quản trị từ ngày 31 tháng 3 rồi. Và danh sách không được thay đổi em nhé. Và được bảo mật đến tận bây giờ luôn.
Ok anh em, rồi hai đội bắt thi đấu nào. Team M ở trận đấu này thì đội của anh Huy tiếp tục phải thi đấu với một thành viên, thì người đồng đội của anh đó là Ngọc Trinh đã vi phạm quy chế và bị loại ở trong tất cả các trận đấu còn lại trong sự kiện phong thần bảng lần này. Nên trận đấu này sẽ là 1-2, đội của anh Huy sẽ là Thiên Vương, họ sẽ đánh cùng với Cơn Lôn và Nga Mi anh em ạ. Party em ơi, party thi đấu nào. Chung kết trận thi đấu thứ hai. Và lợi thế đang là 2-1 thuộc về Ngáo anh em nhé. Nào ra party lại em ơi. Bắt đi lại đi, báo danh 2v2. Đây là đội mà Chidori Ngami. Đây là thành viên của anh em Bằng Ma Giáo. Một ác cũng được trang bị, rất tốt về trang bị. Em thấy không, kiếm vô gian, giày vô ma. Đã thế lại còn phun một chất vô trần nữa. Để đến Xích Lô em này, người sẽ đi cùng với Chidori Ngami. Ok anh em, cần có thời gian để chúng ta party lại. Sau trận này thì đến với loạt trận 3-3 em nhé. Đội 3 của Ngáo và Ma Giáo chuẩn bị nhé, đi đánh luôn đấy, cứ đội đội sau sẽ chuẩn bị để đánh luôn nhá anh em nhé. Sẵn sàng rồi. Ok anh em, phải đến Xích Lô và đội của anh Huy đã bắt tia nhau rồi. Họ sẽ tiến tới trận được thi đấu thứ hai. Lợi thế là 1-0 thuộc về anh em Băng Áo. Trận đấu này thì đội của anh Huy chỉ có một thành viên thôi. Do thành viên còn lại của họ đã vi phạm quy chế và bị tước quyền thi đấu ở trong toàn bộ sự kiện phong thần bảng lần này của chúng ta. Thiên Vương Đao sẽ đánh cùng với cặp đôi của Cốt Lôn Xét và Nga Mi Kiếm. Một phút. Trận đấu này chắc chắn thì lợi thế sẽ thuộc về đội của Cô Lôn và Nga Mi rồi. 1v1, Cô Lôn cũng là một trong những thách thức dành cho Thiên Vương. Chưa kể tới trong trường hợp này, đội màu tím còn có thêm cả Nga Mi Kiếm Chidori nữa. Một trong những dàn ác đang có một sự đầu tư rất lớn ở trên của chúng ta. Với việc lên được những trang bị cực kỳ khủng khiếp. Cũng ở trong lần đối đầu 1-2 thì anh Huy gặp cặp đôi hệ mộc của em Bang Mờ, họ giành chiến thắng
nhưng mà trong cặp đấu này thì đối đầu cùng với Côn Lôn và Nga Mi thì thực sự tỷ lệ giành chiến thắng đang là rất thấp anh em nhé. Tuy nhiên Nga đang có được lợi thế là 1-0, kể cả họ thua trận đấu thì chăng nữa thì tỷ số sẽ được cân bằng là 1-1. Trận đấu bắt đầu. Hai ác màu tím đã dồn toàn bộ mục tiêu của mình nhắm tới Thiên Vương Bang. Rất khó để di chuyển anh em ơi. Khi đã dính bùa mê tung vào ảnh rồi thì khả năng làm choáng và làm chậm của anh Huy bị hạn chế khá nhiều. Cả hai tầng của kiếm đến từ vị trí của Chiri Nga Mi. Anh Huy không thể di chuyển anh em ơi. Tiến xích lô. Đó là tình huống knock out rồi. Chúc mừng cho đội của Ma Giáo. Họ đã cân bằng được tỷ số là 1-1 với chiến thắng ở trong lượt trận thứ hai này. Tỷ số là 1-1 rồi nhé. Ủa, Lương Sơn đợt này họ mang toàn võ đang vào em ạ. Bởi vì những ác chính của Lương Sơn đã sang hết Ma Giáo và Ngáo rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ sang với đội 3. Đội 3 của Ma Giáo sẽ gồm có Thiên Trang 6789, LA Củ Xu Hào và Tuấn Ý 9999 sẽ đánh cùng với Đại Kiều, Quách Tĩnh và Cá Nóc anh em nhé. Nào xin mời đội 3 của Ngáo và Ma Giáo Party thi đấu. Xin mời. Tỷ số là 1-1 rồi. Khoan á, khoan em mà check tool, khoan. Check tool. Nào, xem có những ai phải check tool nào. LA Củ Su Hào là 1. Đúng không? Có 1 LA Củ Su Hào em ơi. Tối ngày mai thì sẽ có một sự kiện rất hay ở Zip Việt Nam em nhé. Đó là sự kiện song tuyệt anh hùng của bên server Nhạn Môn Quan. Vâng, song tuyệt. Đó là những chiến đội thành tích tốt nhất ở trong một song đấu tháng vừa rồi của server Nhạn Môn Quan sẽ thi đấu cùng với nhau. Phần thưởng cũng rất hấp dẫn nữa. Đợi em này, đợi check Củ Su Hào đã. Em chờ mình lại lấy cốc nước nhé. Tổ trọng này ba đang check tool. Ok anh em. Ra của Su Hào ok rồi anh em nhé. Không có tool. Đấy. Anh em nhớ là quy định bắt buộc của chúng ta đó là không được sử dụng tool anh em ạ. Mà đội bắt đi. Bên đội của Ngáo gồm có Nga Mi Thiên Trang, Thiên Vương Bàng là Củ Su Hào và Tuấn Ý Tứ Chín. À,
đây là ma giáo, quần áo có đại kiều, Quách Tinh cá nóc. Có một vị khán giả đến đây từ rất sớm anh em này, không có buôn bán gì cả, đến đây để xem thi đấu thôi. Rốc 01 khán giả bất đắc dĩ anh em ạ. Ok anh em, chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ ba trong cuộc đối đầu giữa ma giáo và ngáo. Tỷ số hiện tại đang là 1-1 anh em nhé, một chiến thắng dành cho ngáo và một chiến thắng dành cho ma giáo. Ở trận đấu thứ ba này, ngáo sẽ ra sân ở trong màu chữ xanh, còn ma giáo thì sẽ ra sân ở trong màu chữ tím. Sẽ có một phút chuẩn bị cho hai đội của chúng ta. Họ sẽ cần có một chiến thắng để phong độ và sự hưng phấn sẽ quay trở lại ở trong đấu thứ tư. Với 6 trận, ba hội nào có tổng số điểm cao hơn thì sẽ giành chiến thắng chung cuộc em nhé. Giống như anh em bang Ngáo và anh em bang Mở. Ngáo đã đánh bại Mở với tỷ số là 4-2. Ba thành viên màu xanh gồm có Ngũ Độc, Đường Môn và Nga Mi, một team mẹ mộc. Trong khi đó ba thành viên của team màu tím gồm Thiên Vương Bang, Thiếu Lâm và Nga Mi. Vậy là team kim đánh với team mộc anh em ạ. Trận đấu bắt đầu. Rất nhanh thì là Củ Su Hào và Tuấn Nhí đang có những tình huống áp sát. Củ Su Hào là một trong những thiên vương bang có khả năng x3 dứt điểm rất nhanh. Đến bất kỳ một Ngũ Độc hay Đường Môn nào cũng đều thực sự thận trọng. Đó anh em, đã có nấc ao rồi. Team màu xanh chỉ còn có Ngũ Độc cá nóc và Nga Mi đại kiều nữa thôi. Vẫn là yếu tố nấc ao đến từ là Củ Su Hào. Đường Kim Võ là mình chủ xem vào Tụ Hiền Trang ở trong lần thứ hai. Tụ Hiền Trang sau gần 2 năm hay một năm mình chủ, chúng ta có hai vị, một vị là tên về Si Ao của M và một vị là La Củ Su Hào của ma giáo. Bây giờ trận đấu kết thúc rồi, thắng lợi thuộc về anh em bang ma giáo nhá, La Củ Su Hào của ma giáo. Rồi chúc mừng ma giáo vươn lên ở dẫn trước với tỷ số là 2-1. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đội 4. Đội 4 của ma giáo gồm có Mr. Hùng, kẻ có độc cái bang, Lếu Vãi Sầu và con gái vua. Trong khi đó đội 4 của ngáo gồm có Tao là Gia Hủy, Anh Huy 6789, Sách Toi và Anh Huy Tứ Sáu anh em nhé. 2-1 dành cho ngáo. Đội 4 ma giáo và ngáo bắt nào, sẽ để mình xem mình có thiên vương bang không anh em. Có thiên vương bang không em nhỉ? Mr. Hùng là Thiếu Lâm, kẻ có độc cái bang, Lếu Vãi Sầu là phái gì con em vua Nga Mi rồi. Gia Hỉ, Anh Huy, đội này không có thiên vương bang này. Ác Lếu Vãi Sầu là phái gì anh em nhỉ? Ừ 2-1 em ơi, 2-1, ma giáo thắng 2-1 mà. Ừ đúng rồi, ma giáo 2-1, mình ghi ở trong bảng đấy anh em. Nào Nếu Vãi Sầu thì mình xem phái gì anh em ơi. À đọc thế đọc nhầm, nếu mà đọc nhầm kết quả chung cuộc là 2-1 thì cho ngáo anh em nhé. Sorry anh em, lỡ mồm. Để Nếu Vãi Sầu là cái bang anh em nhé. Hai đội có thiên vương bang hay võ đang không? Sách Toi là phái gì anh em nhỉ? Cái bang này, con gái vua nói rồi. Anh Huy là Côn Lôn này, Tao là Gia Hỉ. Ok anh em, mời hai đội bắt đầu thi đấu nào. Chúng ta sẽ đến với loạt trận thứ tư. Lợi thế là 2-1 thuộc về em bằng ma giáo rồi.
chung kết được diễn ra giữa Ma Giáo và Ngáo. Và đây là loạt trận thi đấu thứ tư rồi. Mình vào nhầm đấu trường. Vào nhầm đấu trường. Sorry anh em, vào nhầm đấu trường. Em chờ tí mình phát ra vào lại đó. Nhầm. Sorry anh em. 4v4 nó sẽ đánh ở trong phong thần chung game nhá. Bên này. Rồi ok anh em, một bản đồ khác. 4 thành viên của Ngáo sẽ thi đấu ở trong màu chữ xanh. Và 4 thành viên của Ma Giáo họ thi đấu ở trong màu chữ tím. Đây trận đấu rất quan trọng. Anh em bằng Ngáo sẽ cần có một chiến thắng để cân bằng tỷ số là 2 đều. Em nào fan 1 của Ngáo lên cho mình chữ N nào. Còn em nào mà fan của Ma Giáo lên cho mình chữ MG. Chữ viết tắt của hai bang hội này. Và để ủng hộ cho Zip Việt Nam thì sẽ lên cho mình chữ GX nào. Tối ngày mai chúng ta sẽ đến một sự kiện khác. Đó là sự kiện song tuyệt của server Nhạn Môn Quan. Giải đấu 2v2. Hai mươi giây chuẩn bị. Ngáo đang bất lợi với việc để cho Ma Giáo dẫn trước với tỷ số là 2-1 rồi. Trận đấu này họ sẽ cần phải giành chiến thắng để cân bằng với tỷ số là 2 đều. Nếu không thì Ma Giáo sẽ giãn dần khoảng cách ra với tỷ số là 3-1. Trận đấu bắt đầu. Thành viên của Ma Giáo đang xối xả lùa đam về phía anh em bang Ngáo rồi. Ngáo đang bị phân đội hình của mình ra thành hai mảnh. Anh Huy đang chạy ở phía vòng ngoài. Bởi những tình huống xả rồng rất dữ dội đến từ kẻ đột cái bang. Hắn đang không những sở hữu bao tay đồng cừu, còn thêm cả mũ đồng cừu 2 cấp nữa. Sách Toy đang khinh công liên tục anh em ơi. Anh đang bị theo kèm rất rát của những thành viên đến từ Ma Giáo. 4-2 rồi. Ma Giáo đang có lợi thế để giãn dần khoảng cách lên tỷ số là 3-1. Khi Ngáo chỉ còn có Sách Toy và Gia Hỉ nữa thôi. Sách Toy là cái tên tiếp theo. Và cuối cùng Tào là Gia Hỉ. Ác Nga Mi bên anh em bang Ngáo chạy đầu trên nắng bây giờ. 4-1. W. Vâng, có lẽ là cái tay của Gia Hỉ nó bắt đầu luống cuống rồi. Rồi thì cũng đón đầu rất hay đến từ Mr. Hùng. Tiếu Lâm này có một đao cứ không. Nhưng bước vào mùa giải lần này thì anh lựa chọn cầm theo một cái bổng phục ma. Và chiến thắng thuộc về Ma Giáo anh em nhé. 3-1. Không thể chạy được. Ma Giáo rất xuất sắc. Một tỷ số an toàn để cho họ bước vào trong trận thi đấu thứ 5. Nếu trận này Ma Giáo giành chiến thắng nữa thì họ sẽ chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 4-1 và chính thức sẽ trở thành nhà vô địch của sự kiện phong thần bảng của Zip Việt Nam. Sẽ nhận về 20 triệu đồng tiền mặt cùng với rất nhiều mảnh hoàng kim môn phái tự chọn và trấn bang. Nào, đội 5 của Ma Giáo Party, đội 5 của Ngáo anh em ơi. Một trận đấu sinh tử. Nếu như Ngáo muốn nuôi hy vọng đi tiếp thì họ sẽ bắt buộc phải đánh bại anh em bằng Ma Giáo trong loạt trận đấu này. Ma Giáo khá may mắn khi đối thủ của họ ở trong trận bán kết chỉ ở Lương Sơn thôi. Và nhìn những cái ác của Lương Sơn như thế này cũng hiểu vì sao hôm nay họ lại bỏ giải rồi. Một dàn ác sen như thế này thì không thể nào thi đấu lại với những bang hội có sự đầu tư về chiều sâu cũng giống như các ác tốt như vậy. Trách tuôn em ơi, trách tuôn. Cảm ơn anh em. Trách tuôn em ơi. Hai bên ác bé kẹo bị kẹt ác à.
Nào, Chidori võ đang là một này. Còn check em ơi. Chidori võ đang Ultra là một này. Châu Tinh Tổ Ngũ Độc Thiên Long phải gì nhỉ? Tuấn Chọc TN không cần rồi. Bên kia có An Nhiên, Tuấn Nghĩ, Bé Kẹo, Winter em nhé. Check Winter và Chido Ri Võ Đăng. Phải check anh em ơi. Tất cả các app phải check hết. Tránh kiện cáo anh em ạ. Sự kiện và các giải đấu của chúng ta đang diễn ra rất suôn sẻ. Bây giờ mà nó một cái vết sạn nào thì nó sẽ mất đi cái hay của giải đấu của chúng ta. Một giải đấu mà một lần nữa đánh dấu được sự sáng tạo trong ý tưởng của Di Việt Nam. Khi giải đấu 21v21 này nó chưa từng xuất hiện ở trong cái tầm truyền kỳ. Mỗi bang sẽ có 21 người và sẽ chia thành các đội với thứ tự và số lượng thành viên là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mỗi trận thắng sẽ được 1 điểm. Và bang hội nào có tổng số điểm nhiều hơn thì sẽ là giành chiến thắng. Trường hợp hòa 3 đều thì chúng ta sẽ đánh một trận từ chiến 21v21 đó. Đây có hai võ đằng này phải check tu em này. Chidori và Winter. Vậy là Chidori ok em nhé. Check lúc Winter là bắt thi đấu thôi. Đang là 3-1 dành cho Ma Giáo thôi. Họ đang đứng rất gần với việc vô địch ở trong sự kiện phong thần bảng của chúng ta. Ok anh em, rồi. Xin mời hai đội party thi đấu nào. Trận tử chiến anh em ạ. Nếu trận này Ngáo tiếp tục thất bại thì họ sẽ dừng chân ở vị trí top 2 của giải đấu. Còn nếu như họ giành chiến thắng, chúng ta sẽ bước vào trong trận thi đấu 6v6 nữa. Hiện tại thì kỹ thuật của Việt Nam đã đưa toàn bộ NPC vào thi đấu ở trong Đại Lâm An này. Sau này ví dụ như sự kiện 1v1, 2v2, 3v3, 4, 5, 6 chẳng hạn, hay 21v21 thì chúng ta sẽ cho nó hết vào trong Đại Lâm An này. Còn chưa kể chúng ta còn có thêm NPC nữa em này. NPC lôi đài bang hội là 16v16 này, siêu cấp đại chiến cũng là 21v21 này. Nhưng quan trọng là bây giờ là có hết tất cả các NPC này rồi. Chúng ta sẽ áp dụng quy chế 19 giờ tổ chức giải đấu chẳng hạn, thì các cao thủ sẽ cần phải vào trước 19 giờ. Sau 19 giờ thì cổng Đại Lâm An sẽ đóng và không thể vào được nữa. Đồng nghĩa việc rằng mà nhân vật vào muộn sẽ bị đánh mất quyền thi đấu anh em nhé. Trừ những người mà đã vào báo danh trước đó. Em hiểu không? Rất hay. Cái này là mình cũng đã tham khảo ý kiến của anh kỹ thuật và ban quản trị Việt Nam. Và cũng đã có thể làm tới được những bước như thế này để cho chúng ta giúp cho các bang hội họ sẽ có một địa điểm tập trung hợp lý anh em ạ. Vậy là 5 thành viên của cả hai bên đã vào sân rồi. Phía Ma Giáo có Chidori Võ Đăng, con gái vua Châu Tinh Tổ Thiên Long và Tuấn Trọc TN. Trong đó Ngáo có An Nhiên, Tuấn Ý Tứ Sáu, Bé Kẹo CBR, Thúy Anh và Winter anh em nhé. Tỷ số đang là 3-1 dành cho Ma Giáo rồi. Họ đã bị anh em Ngáo dẫn trước với tỷ số là 1-0. Nhưng ngay sau đó 3 trận đấu còn lại, Ma Giáo đã rất bản lĩnh để có thể vươn lên dẫn trước với một tỷ số cách biệt khá lớn. Và ở trận đấu như thế này, họ chỉ cần có thêm một chiến thắng nữa thôi
thì họ sẽ chính thức trở thành nhà vô địch của Phong Thần bảng tại Zip Việt Nam này. Và phần thưởng mang về cho họ sẽ là rất lớn, sẽ là một kỷ niệm chương vô địch Phong Thần bảng, 20 triệu đồng tiền mặt, 15 mảnh dương chấn bang và 10 mảnh hoàng kim môn phái tự chọn. Top 2 sẽ thuộc về anh em Băng Áo, 10 mảnh dương chấn bang và 6 mảnh hoàng kim môn phái tự chọn anh em nhé. Trận đấu bắt đầu. Kiên nhấn bùa điện, Tuấn Ý đã có một tình huống vẩy bùa chính xác rồi. Nó nhanh đến mức mà võ đang của bên anh em Băng Ma Giáo vẫn không thể nào kịp thời giải bùa. Vâng, Thúy Anh đã bị đánh bại rồi. Thúy Anh là một thành viên ở bên phía anh em. Vâng, nhìn tinh mắt anh em ơi. Vậy là Ngáo còn có 2 thành viên thôi. Và bây giờ họ còn một thành viên cuối cùng, đó là An Nhiên. Chiến thắng thuộc về Ma Giáo rồi. Và Ma Giáo chính thức trở thành nhà vô địch của sự kiện Phong Thần bảng tại server Tụ Hiền Trang lần này. Chiến thắng 4-1, một chiến thắng rất tuyệt vời dành cho Ma Giáo. Họ đã đánh bại được Băng Ngáo. Và chức vô địch hoàn toàn xứng đáng anh em ạ. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những khoảnh khắc cuối cùng của sự kiện lần này. Trận đánh đã giúp cho Ma Giáo giành chiến thắng. Và chung cuộc là 4-1. Chia buồn cùng với Ngáo, họ kết thúc giải đấu với sự kiện lần thứ 2. Một lần nữa cảm ơn các bằng hội tham gia sự kiện lần này, đó là Ma Giáo, Ngáo và M. Hơi đáng tiếc là Lương Sơn lại bỏ giải anh em nhé. Mình sẽ công bố kết quả này. Chung cuộc Ma Giáo thắng 4-1. Ma Giáo vô địch. Ngáo giải 2 anh em nhé. Các em rất là nhiều. Em muốn xem lại livestream này thì có thể lên trên YouTube xem lại anh em nhé. Ngày mai thì sẽ có sự kiện song tuyệt của bên server Nhạn Môn Quang, để chúng ta cùng theo dõi màn tranh tài ở bên server mới Zip Việt Nam. Còn bây giờ thì một lần nữa cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.